tao đi xin đi, ngày lại A bơi nữa, tao đi xin. Ăn gì ngon để ngồi coi stream anh nhà Amos? Bánh. Lên VGK order bánh về. Em chào Amos, chúc A livestream vui vẻ. Crush E có người yêu rồi A, sau 2 năm cô ấy không cho em câu trả lời dứt khoát. Nhỏ nó hên thế nhờ. Con bé nó hơi hên đấy. Kém là cuộc đời con bé đó là coi như là đi bụi rồi. Còn gì nữa. Out play con A bình nay đồ. Mày đánh với ai? Hả? Mày đánh với anh bị lúi. Ok chưa? Phải. Cần chặt khói. Trời ơi, chúng là chết luôn đó. Ré gì anh trai? Ra gác sau lưng đó. Nó dám đứng như vậy thì không thể nào không có thằng đồng đội kế bên. Đúng không? Tại giờ tôi chỉ cần lát tôi rờ là nó chết rồi. Cái thế nào có cái chuyện mà đơn giản vậy anh em à. Dễ ăn thì cá cha nó táp hết rồi. Trời ơi. Ủa sao con ra gái nó bật cái thú săn mồi nó chạy ngược hướng tôi mà chạy nhanh vậy? Ờ, quá phải liót. Sao mày có thể báo đời báo đớm vậy được? Sao tình huống đó có thể xảy ra? Why bro? Tao phải lót đây nè, làm ra gách bằng thú thân mồi chạy nhanh như chó. Tôi mới nói, ủa? Sao kỳ vậy? Ảo thiệt. Mình đéo ngờ luôn á anh em à. Ơi, mình đéo thấy ngờ được là cái chuyện vừa rồi có thể diễn ra luôn á. Sao có thể có một thằng bằng thú thân mồi lên chạy được? Anh Cường có tất cả nhưng ca thể nào có xe quê chữ E kéo dài. Ông Bon nha em, không có quan tâm cái đéo gì tới câu chuyện tôi đang nói đâu. Thấy không? Chán thiệt chứ. Đặc sản stream must hụt xe. Tôi nói mấy ông nghe nè, nếu như mà tôi cứ ngồi và những thứ như là hụt xe nè ha, rồi non nè, rồi bảy háng nè, mà mấy ông cứ lặp đi lặp lại khoảng chừng nửa năm á, thì mấy ông biết sao không? Tôi sẽ bị cũ. Và mấy ông coi stream luôn, mấy ông sẽ đéo thấy nó vui nữa. Và bắt đầu lúc đó mấy ông sẽ chửi tôi là bảy núi này suốt ngày có mấy từ nó đi nó lại hoài kiểu vậy, đúng không? Cho nên là cái câu chuyện mà tôi nói mấy ông là đừng có như vậy nữa, không phải là tôi chỉ đang suy nghĩ cho bản thân mình, mà là tôi đang suy nghĩ về cái chung. Bây giờ thử mà tôi cứ ngồi tôi nói một hai câu, hay là tôi làm một cái gì đó mà kiểu như một cái dạng mà tôi cứ nói đi nói lại trong suốt khoảng chừng nửa năm đi, mà không có gì mới mẻ, mấy ông bỏ kênh tôi liền, không unsub, mấy ông dislike kênh tôi liền. Tôi thật là như thế mà. Mà nói thì mấy ông đéo hiểu, nói mấy ông cứ gân cái cổ lên mấy ông cãi. Tại vì stream là phục vụ cho đơn vị là hàng ngàn người mà, chứ đâu phải là phục vụ cho một hai người đâu. Thí dụ như một hai người có thấy vui, nhưng mà phần lớn chắc chắn là sẽ thấy đéo vui. Tại sao? Tại vì cuộc sống mà những cái nguyên tắc cơ bản như là cái gì ít á thì vui, nhiều quá thì nó sẽ chán. Cái này là cơ bản, cái này là cái căn bản luôn á. Trong cuộc sống mà đéo hiểu cái này thì sống làm cái đéo gì. Mày ăn cơm nhiều mày còn ngán nữa. Chết tôi. Nó còn dán nó bẹp tôi. Chó dán này. Nó đúng bẹp luôn. Ôi sao giết được nó. Con nhanh ai cái bên mà. Cái này không. Nó bao. Hai thằng chó. Ở đây không đánh rồi. Nhỏ A chạc bùm lè thì hành người ngon vòi AK. No. Anh chỉ chúc bé Linh cũng ngon thôi. Sao bà? Anh Cường ơi, người yêu em cứ ngồi lên đùi em lúc chơi game hoài làm em bị tuột rank thì sao giờ anh em kênh chat biết cách khắc phục không? À, em có ai có người yêu đâu mà biết. Cũng đúng. Hi hi. Đúng. Em nói cái nào cũng đúng hết trơn. Em là nhớ. Ok chua. Em là nhất em nhớ. Tất cả mọi người hãy nhì. Em hạng nhất. Anh là streamer LOL duy nhất em thấy đánh ở trình độ cao mà vẫn cấu hài được mặt cười, nên thỉnh thoảng rảnh vẫn mở like anh lên xem. Thiếu rồi em. Câu cuối anh Levi đâu?
Ở đây không biết gì hết, phải là tao tính hết rồi thấy không? Đá qua bên kia ông Jana nó siêu sao? Trời ơi, không đéo hiểu gì hết. Cố tình hết rồi, tính hết rồi, cái ba nó tính kỹ lắm. Mấy cái thế này ông Khổng Minh ông chỉ kỹ lắm rồi. Ê, đứng lại. Sao giết vậy được? Giết con rết không ngon hơn sao? Ê, cây vua. Làm sao mà giết anh bảy được? Nhất bạn rồi, bạn là chùm rồi, bạn siêu cấp vũ trụ, bạn nói gì cũng đúng. Đi. Đi đi. Lâu lâu mới nói được câu thật lòng, không hề khịa tí nào mà anh Bảy nói câu nghe dỗi thế nhờ mặt cười. Phải không đâu nghe. Anh hãy cười như vậy anh nhé. Thấy anh căng thẳng không vui tí nào anh ạ. Anh có căng thẳng gì đâu, cái mấy cái nãy anh nói, tức là cái việc đó anh đã nói đi đứt, nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, anh đang nói một cách nghiêm túc, còn căng thẳng nó là khác. Tại vì anh nói rất là nhiều lần rồi về cái vấn đề là cái câu chuyện đầu tiên á, là cái câu chuyện là mọi người cái đéo gì cũng spam được, là cái câu chuyện nó chắc phải từ 1.5 năm trước. À, chúng ta đã nhận ra được một điều là cái gì mọi người cũng có thể spam được, đúng không? Xong rồi bắt đầu kiểu như mọi người cứ giữ một cái, chúng ta sẽ giữ một cái vấn đề gì đó trong vòng 1 năm đi chẳng hạn, ví dụ trong vòng 1 năm đi thì mọi thứ nó sẽ trở nên cũ kỹ đó, và cái chuyện một thứ gì đó nó sẽ trở nên cũ kỹ qua thời gian, đó là một, là cái đầu tiên. Cái tiếp theo nữa là nhiều quá thì nó sẽ ngán, thì mọi thứ nó sẽ bắt đầu nó sẽ chán đi. Xong rồi cái cuối cùng á là ví dụ như anh đang kể một câu chuyện, đúng không, đánh thì anh vẫn đánh. Ở trong tình huống đó anh đang nói một cái vấn đề đó thì chỉ cần mít con xe thôi là kiểu câu chuyện là mọi người đéo ai quan tâm hết. Bố mày đéo quan tâm, bố mày sẽ bao con xe rồi. Bây giờ ví dụ mà mình đéo trả lời, mình đéo tương tác với mọi người đó thì cũng buồn. Mình tương tác với mọi người thì tương cái đéo thì bây giờ mình đang kể chuyện, mọi người cũng đéo quan tâm thì bây giờ tương tác gì giờ, cho nên là mọi thứ sao. Nhắc đi nhắc lại vấn đề này nhiều lắm. Biết anh mệt tôi cũng đéo nói. Hay là anh đã. Ví dụ mà spam nhiều quá thì chỉ có ban thôi. Nó là đặc sản R anh ơi, đặc sản mỗi kênh khác nhau. Đéo phải. Em hiểu spam là cái gì không? Spam là mình làm một cái gì đó rất nhiều nhưng nó đéo hợp lý, đúng không? Còn cái chuyện làm nhiều không có nghĩa là spam. Ví dụ như một cái loa người ta gắn ở trên cục đèn ở phường, nó nói một câu, nó nói từ sáng nó tới chiều, nhưng tại sao nó không phải là spam? Tại vì nó hữu ích và nó hợp lý đó. Thì nếu như mà mọi người nói một cái gì đó, mọi người nói đi lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng mà nó hợp lý thì nó sẽ đéo phải là spam. Nè giờ đơn giản nhá, là nãy giờ luôn, thằng quỷ mà nó mới đồ này, cái vụ mà người yêu ngồi lên ghế, ngồi lên đùi nó là thấy không? Mày không thấy cái lần mà mày vẫn thích à? Tức là cái này không phải là chúng ta đang cố tình gọi là mâu thuẫn gì với nhau, nhưng mấy ông có thấy cái đồ này vừa rồi của cái bạn mà mới đồ này, cái vụ mà người yêu ngồi lên đùi nó nhạt, đúng không? Thấy không? Trong khi cái câu trước đó nó vẫn vui, thấy không? Nhưng mà bắt đầu câu thứ hai thôi đã thấy nhạt rồi, thấy không? Tại sao? Tại vì nó spam. Mày bay đi đâu? Trả lời cho tao, thành phố nào? Vừa đi đã mỏi đường quanh co quyện góc đông già chiều đàn tay nghe đàn chan hòa. Em đau. Tụi nó muốn đến bảy đau quá. Nó muốn đến bảy đấy kiếm sản xuất 2 gái, nó ủi bụng bên bảy.
Dạ vâng, em đã hiểu rồi ạ. Nó sẽ không phải spam nếu bạn đôn tê một củ. Không, đéo, đéo có chuyện đó. Anh em kênh chat biết cái chuyện mà bạn vừa donate. Bạn donate cho tôi 10 triệu, 2 triệu, 3 triệu không phải là vấn đề. Vấn đề là bạn nói cái gì thôi. Nếu mà bạn donate cho tôi và bạn spam á, bạn không được welcome ở đây. Cho dù bạn donate bao nhiêu tiền, tiền không, tiền nó quan trọng. Nhưng mà nó có thứ khác quan trọng hơn bạn à. Van der La tinh cam anh em thôi ban a. Lần đầu tiên trong đời mà thằng Sabran nó tử tế với tôi luôn á. Cảm ơn. Cảm ơn. Ôi mày cảm ơn. Ây da, ây da, ây da, bủ, bủ, lờ mau, đắc đắc. Anh bậy đánh, danh đánh đau. Ờ kìa, trên kia 2 đánh 1 mà bị giết luôn kìa. Why bro? Này bật thú săn mồi chi đây? Nói cho tao biết, thành phố nào? Vừa đi. Đã mỏi. Hỏi anh ơi bình tĩnh nè. Giờ mình đổi chủ đề đi em hỏi vui anh cái này. Anh bị bắt chọn là ăn bằng lỗ hoặc bằng miệng thì anh chọn cái nào? Ôi xe đam cho mày tôi luôn. Thành phố nào vừa đi đã mỏi. Đừng quanh co khuyên góc thông ra. Chiều đàn tay nghe nắn chăn hòa. Nắn hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Tụi hát chiến thế nhờ. Tụi hát khác gì là đờn ca đệ tử đâu. Đôi khi em hay nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, hồi em sống ở quê chơi với đám bạn trong xóm ngày qua ngày, vô lo vô nghĩ, giờ lớn lên lo lắm nhiều thứ, mặc cảm này nọ nên nhiều đứa không còn chơi với nhau, có phải là cái giá cho sự trưởng? Mong cầu khẩn anh edit remix lại đoạn dân ca tài tử cho anh em YouTube coi mặt cười. Tụi bay làm cái gì vậy bay? Trả lời cho ta biết. Thành phố nào vừa đi đã mỏi. Gió này nó đặt tên Marin sườn mép cái. Xong rồi nó chiến Vicalin. Đúng chuẩn luôn. Đéo thế nào mà đỡ được. Sao mà đỡ được. Vui là chính, nói không được thì chịu thôi chứ giờ làm gì được ông ơi. Ông thành khó phố chịu vậy nào đó anh thích game mà mình là cũng dễ chả làm gì được. Không, nói chung là tôi không có cái vấn đề gì với lại những cái mà Bon đang nói hết. Bon hiểu không? Nhưng mà đây là một cuộc tranh luận thôi, vậy đi. Thì tôi nói Bon hiểu như thế này. Nếu bây giờ là đây là vài ngàn người, không, là một, chúng ta gọi là một cộng đồng đi nhá. Thành phố vừa đi đã mỏi thì chỉ có thành phố của người bị thấp khớp mặt cười. Chúng ta là một cộng đồng thì chúng ta có nhiều ngàn người, đúng không? Thì bây giờ nếu như mà tôi nói như vậy á, mà nếu mà tôi nói sai thì sẽ rất nhiều người phản đối tôi, đúng không? Trong tất cả mọi vấn đề. Còn nếu như mà khi mà tất rất nhiều người đồng ý mà chỉ có một số rất ít người là cảm thấy cái việc đó nên tiếp tục á, thì cái việc đó không nên diễn ra tiếp và sẽ có cách để xử lý cái vấn đề đó. Ví dụ như nếu nó sẽ ban tiếp ban đó, cái chức năng ban sinh ra là để làm những cái việc đó mà, chứ đâu phải là mình không làm được gì đâu. Không, ban hết đó chứ không có không làm được gì. Làm được rất nhiều luôn, làm vội luôn. Phải chi có ông nào donate nhạt nhạt cứu Sena 3 tỷ 3 nhỉ. Trời ơi, chị mà đã thấy tôi, cắm con mắt qua. Yeah. Thấy. Ôi nó đẹp nhưng mà đéo vô được. Trời ơi. Ừ hay quá. À đây tôi nó mạnh. Ê. Ui. Má xui vậy. Anh ở đây. Ôi mà làm sao.
Pha này lời rồi, pha này thằng ở đây bên bên kia nó mất nhiều bao lắm rồi. Anh mới anh có biết là Senna sắp cưới rồi đó anh ơi. Ui nãy giờ che map á, Senna sắp cưới á. Rồi thế là anh tìm được người xe, sang sẻ được số nợ của nó rồi. Streamer thay roi thì viewer cung phai thay roi chua ban a sang thang toi ve Việt Nam ban nho ne ne toi ra a nha. Cho cái chuyến bay đi. Bạn cho tôi cái mã chuyến bay thôi. Bạn vừa bước xuống cái đất Việt Nam á, bạn vừa đớp cái chuyến bay xuống thôi là lấy cái chân. Lấy cái chân liền, đéo nói nhiều. Nói ít lắm, lấy cái chân. Rồi, thấy được cái siêu của nó ngon. Để đánh con rồng cho. Cút mày. Anh cho mày lại gần ở đây tao. Cô bò thằng ở đây khác lạc anh em nhờ. Khác quá, tôi cô vợ ở đây tôi khác quá. Chịu thôi, pha đó cô vợ ở đây triệt để quá mà. Bên kia khoảng cách là quá xa. Sờ mép khang marine hả mày. Sờ mép khang marine hả mày. Mày sờ mép khang marine hả mày. Nhưng mà Echo ẩu hơn đó nha. Để hiểu tại sao thằng AD là đứng trên top luôn. Bên tôi tính ra nếu mà đánh bằng anh ti á là đánh ghê lắm. Đánh bên kia đỡ đéo được. Ví dụ như giờ AD cứ có R xong AD bung. AD bung trúng một cái mục tiêu quan trọng bên kia thì đánh. Không thì thôi. Tại vì anh ti của AD tôi lẹ mà. Anh ti tôi có 2 giây nè. Thích thì đánh bằng anh ti tôi cũng được. Ti nào đánh cũng được. Ui chết, chị ngu rồi. Ây da. Ô Shibasakiya. Á Shibasakiya. Shibasakiya. Thua rồi. Không, pha này ID highlight thì đéo thua. ID highlight pha này được, tại nó có giáp thiên thần. Đó, tại bắt đầu highlight. Ui, AD bắn súng bắn lan, hay. Rồi, anh bẫy ra. Tình tiết bộ phim đến đây là nên chấm dứt rồi. No. Đá 5, đá 8 liền. Bắn hết AD ơi. Đúng vậy. Nó phải là như thế. Ờ kìa, lại bắn thường là được mà. Ồ. Nói đi anh em. Nói đi. Hãy nói là cái thành phố nào mà vừa đi mà đã mỏi đi. Hãy nói. Nói cho mất nghe. Là cái thành phố nào. Cái thành phố nào là cái thành phố mà vừa đi đã mỏi. Cái thế mồi câu. Anh em nhớ nhé. Anh em nhớ cái thế mồi câu cho mết nha. Cái thế này gọi là cái thế mồi câu. Ok chưa. Được rồi. Ôi nó căng. Margin sửa mép cay hả mày. Em giao 5 bình oxy qua bên họ rồi mà họ xin anh thêm bình nữa anh ơi.